Chào thầy và các bạn, mình tên là Nguyễn Cao Thi. Clip hôm nay mình sẽ làm về bài tập đếm sản phẩm vi xử lý. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào phần vẽ sơ đồ nguyên lý. Đầu tiên thì mình sẽ lấy bích 16x57, tiếp đến là LCD 16x2, nút nhóm, điện trở, tụ điện, nhà thạch anh. Rồi mình sẽ lấy linh kiện ra. Đây mình sử dụng thạch anh 20 mm. Đây là nút cảm biến để thay thế cho con cảm biến, để khi mà mình nhấn nút sensor này thì nó sẽ đếm sản phẩm. Tiếp đến là hai nút up và down để điều chỉnh tăng giảm tùy ý cái số sản phẩm đặt trước. Mình đã vẽ xong phần mạch nguyên lý, tiếp theo là mình sẽ qua phần lưu đồ.
Đầu tiên khi bắt đầu thì mình sẽ khai báo các thư viện, các cổng và các chùm như đã kết nối ở bên sơ đồ mạch nguyên lý, là các chùm của bit 16857 và hai nút up down và LCD. Sau đó mình sẽ khai báo biến số mắc và biến sản phẩm. Đầu tiên thì nó sẽ, mình sẽ cho hiển thị ra số mắc là bằng 15. Khi mà mình nhấn up thì số mắc bằng số mắc cộng 1. Điều kiện là nếu mà số mắc lớn hơn 20 thì nó sẽ, nếu đúng thì số mắc sẽ bằng 20, không tăng nữa. Nếu sai thì nó sẽ quay lại kiểm tra điều kiện. Khi mà mình nhấn down thì số mắc bằng số mắc trừ 1. Nếu số mắc bé hơn 10 đúng thì số mắc bằng 10, không giảm nữa. Còn nếu mà sai thì nó sẽ kiểm tra điều kiện. Khi mà mình nhấn sensor thì sản phẩm đếm. Nếu mà số biến số sản phẩm bằng số mắc cho trước thì đúng, thì nó sẽ hiển thị ra là đã đủ sản phẩm và nhấp nháy. Còn nếu sai thì nó sẽ quay trở lại kiểm tra điều kiện xem đã bằng số mắc chưa. Kết thúc chương trình, mình sẽ đi qua vào phần code. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo thư viện 16857.h field HS sử dụng do động ngoại là Thạch Anh, với tần số là 20 MHz gây hẹn, và định nghĩa các chân của LCD kết nối với các chân của bit 16887. Và mình ở đây mình sử dụng thư viện LCD.C, hai nút up down kết nối với chân B0 và chân B1 của bit 16887. Và ở đây mình khai báo hai biến inside in 8 sản phẩm và số mắc. Chương trình void hiển thị sản phẩm thì LCD go to XE12, nghĩa là mình sẽ dịch con trỏ đến vị trí thứ nhất của hàng 2 để xuất ra màn hình WinF. LCD Pussy là sản phẩm 2 chấm và giá trị của sản phẩm. Phần trăm 0.2U là lấy luôn, ở đây là hiển thị kiểu dữ liệu inside và lấy luôn cả số 0 vô nghĩa. Void hiển thị số mắc thì LCD GoTo XE11 mình sẽ dịch con trỏ đến vị trí thứ nhất dòng 1 của LCD và xuất in ra màn hình WinF LCD Pussy số sản phẩm mắc 2 chấm và giá trị của số mắc. Phần trăm 0.2U là kiểu dữ liệu inside và lấy luôn cả số 0 vô nghĩa. Chương trình chính thì mình sẽ set chip D và set chip E là ngõ ra kết nối với LCD, và LCD init là khởi tạo LCD. Đầu tiên thì mình sẽ cho hiển thị trên LCD là 15, số sản phẩm mắc là 15, và mình gọi chương trình hiển thị số mắc. Sau đó là set up timer 0 T0 excite lên to 2 T0 dip 1, nghĩa là mình set up timer 0 T0 tác dụng cạnh lên và bộ chia T0 chia 1, tức nghĩa là một xung sẽ là một sản phẩm. Set, sau đó là set timer 0 đi vào vòng lặp thì set sản phẩm bằng get timer 0, mình sẽ gọi chương trình hiển thị sản phẩm. Đó là chương trình. Ở đây mình kết hợp với chương trình chống dội nút nhấn, thì khi mà if input bằng 0, nghĩa là khi mà mình nhấn nó sẽ, mình nhấn nút up thì nó sẽ delay 5 giây. If input 0 thì kiểm tra lại xem chắc chắn đã nhấn chưa. Thì chắc chắn là đã nhấn rồi. Thì số mắc bằng số mắc cộng 1. Nếu mà số mắc lớn hơn 20 thì số mắc sẽ bằng 20, không tăng nữa, và chạy vòng lặp while input bằng 0. Up bằng 0. Tiếp đến là nút down. Nếu mà nhấn nút down thì sẽ delay 5 giây, sau đó kiểm tra input if input down bằng 0. Nếu mà chắc chắn là nhấn thì số mắc sẽ bằng số mắc trừ 1. Nếu số mắc bé hơn 10 thì số mắc sẽ bằng 10, không giảm nữa. Y, sau đó là chạy vòng lặp y input d0 bằng 0.
đâu mà không, đó mình sẽ gọi chương trình hiển thị số mắt. Ở đây nếu if sản phẩm bằng số mắt thì sẽ chạy vòng lặp while to LCD go to 12, tức nghĩa là nó sẽ xuất ra màn hình, sẽ dịch con chỏ đến vị trí thứ nhất dòng 2, sẽ xuất ra màn hình LCD Mussi là dòng là đã đủ sản phẩm và delay 0.3 giây. Sau đó mình lại dịch con chỏ đến vị trí thứ nhất dòng 2 để xuất ra màn hình LCD Mussi là một cái chuỗi khoảng trắng và delay 0.3 giây, tức nghĩa là khi mà mình xuất ra màn hình dòng đã đủ sản phẩm và delay 0.3 giây và xuất ra màn hình khoảng trắng, delay 0.3 giây và lặp lại cái dòng lặp này thì nó tức nghĩa là nó sẽ nhấp nháy cái dòng đã đủ sản phẩm, đó là go to loop. Mình sẽ compile thử. Không có lỗi. Mình sẽ nạp code để chạy mô phỏng. Đây. Đầu tiên thì nó sẽ hiển thị số sản phẩm mắc là đặt trước là 15. Khi mà mình nhấn nút up thì nó sẽ tăng lên. Khi mà nó bằng 20 thì mình nhấn thì nó sẽ không tăng nữa. Khi mà mình nhấn down thì nó sẽ giảm một đơn vị. Khi mà nó bằng 10 rồi thì mình nhấn nữa nó sẽ không giảm nữa. Rồi mình sẽ đặt số sản phẩm đặt trước là 13. Mình bắt đầu đếm. Khi mình nhấn sensor một cái thì nó sẽ tăng một đơn vị. Khi mình số sản phẩm bằng số 13 bằng 13 rồi thì nó sẽ nhấp nháy. Như vậy là clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem.